Xin chào bà con, ngày mới thì chúc bà con nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Ngoài trời nắng đẹp, em dùng phân 20-10 để vẽ cho sầu riêng ra cơ đọt cuối cùng để chuẩn bị làm bông đi bà con ơi. Phân dòng đầu trâu xanh 20-10, em chỉ vẽ cái dòng hàm lượng đạm cao trong thời kỳ mà nắng đẹp. Còn mưa thì em vẫn vẽ phân nở với lại lân. Đây cái tuột này em đang ra bộ lá này em cũng gần đủ rồi. Em cũng chuẩn bị làm nốt cơ lá cuối cùng để hãm nước ấy, bà con ạ. Nói chung là bộ lá của em cũng đầy đủ hết rồi. Cũng chuẩn bị hãm nước rồi trong dịp Tết Nguyên Đán này. Nếu như bà con vẽ phân thì mọi người cái cách thì khoảng cách từ gốc ra ngoài mặt bùn thì tầm cỡ 5-60 phân. Em đang trên thủ nắng này em tưới, vẽ tưới đảm bảo hơn là vẽ mùa mưa nha bà con nhé. Bà con cứ tranh thủ vẽ nắng là vẽ mùa nắng mà bà con tưới đừng có tiếp thì mấy nước nó không bị ảnh hưởng đến nấm bệnh. Em mới làm cỏ sạch sẽ xung quanh bờ bùn hết rồi. Làm cỏ sạch sẽ thì mình vẽ phân thì dễ được dễ sầu riêng ăn lên nhanh hơn. Trên miền Đông thì thường thì vẫn làm sạch sẽ cỏ, nhưng mà miền Tây mình thì họ để cỏ khoảng tầm cỡ 3-4 phân từ mặt đất lên. Miền Đông thì bà con cứ làm sạch sẽ để cho tránh nấm. Khu vực ở miền Đông này thì rất hay bị nấm, vì vậy bà con nên giữ gìn sạch sẽ gốc. Cây đọt nhà em nó cũng gần gần nhưng tương đối là đều đều mọi người. Nói chung là của cái nhà em thì vườn thì có cây to cũng có cây nhỏ. Em cứ tranh thủ em nắng em vẽ thôi, chứ đừng có vẽ mùa mưa. Cái khu vực miền Đông này thì mùa mưa bà con vẽ cũng gọi là tỷ lệ cũng ảnh hưởng ít. Tỷ lệ nấm nói chung là mưa thì mưa nhiều ấy, bà con vẽ thì ảnh hưởng lắm, nhưng mà em tránh mùa mưa thôi. Mùa mưa em cũng vẽ nhưng mà không phải là không vẽ mà là em tránh cái tỷ lệ mùa, có nghĩa là mưa dầm ấy bà con. Em chỉ vẽ tầm mùa mưa em vẫn vẽ, nhưng mà cứ chọn ngày dâm hoặc ngày nắng em vẽ. Còn ngày mưa mà đè béo mà mưa khoảng tầm có 1 tuần 2 tuần thì em cứ xong bão thì hoặc là xong áp thấp thì em mới vẽ, để đảm bảo cho nó không bị nấm bệnh, không bị xì mủ. Nó phát triển nhanh là cái thân phát triển nhanh, hàm lượng đạm nó đẩy cái thân nó nứt toác ra nên nó hay bị nhiễm nấm. Vậy em tránh nấm. Sầu riêng là sợ nhất nấm các bạn. Nấm ảnh hưởng làm hại nhiều cây lắm. Em mấy cây rồi mà từ lúc đấy em rút kinh nghiệm là em vẽ mùa nắng thôi. Em không vẽ mùa mưa, gọi là mưa thì mùa mưa dầm thì em dừng, em không vẽ mưa dầm thì em vẽ cái hàng dòng hàm lượng như phân nở và lân. Đấy. Đây thì em đang tưới để chuẩn bị làm cái đợt cuối để chuẩn bị ra hãm nước gần dịp Tết này. Mình bắt đầu hãm nước bà con. Cái trước mặt đấy em làm sầu riêng thì cứ xung quanh nhà, từ nhà ra xuống tận dưới đáy vườn. Em thì có 3 héc. Trước khi em trồng sen với lại cái trụ tiêu ấy, nên là trụ tiêu cũng đẹp nên nó cái tàn lá nó không được đều. Một số cây này đang phát triển, cái đấy cái năm thứ 3 đây mọi người. Năm tới muốn làm cho nó có quả, ít quả để lấy lại cái vốn đầu tư khá nhiều vào sầu riêng đây mọi người. Kết thúc video thì em cũng chúc bà con ngày mới nhiều sức khỏe nhé, nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào tạm biệt bà con.